Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ bắt đầu setup cái máy cơ bản Stanley này để ngày mai, ngày mốt mình sẽ bắt đầu vào công việc chính. Trước tiên thì mình sẽ phải đọc cái sổ hướng dẫn sử dụng này để mình biết cách. Theo như trong đây thì mình sẽ phải lắp cái khung của chân bàn trước. Mình có một cái bịch bù long theo máy. Đây là cái chân máy. Nó sẽ có bốn cái thanh cỡ vừa như này, bốn cái thanh ngắn như này và bốn cái chân chính như này. Mình sẽ nhiệm vụ của mình sẽ phải lắp ráp theo hướng dẫn. Rồi đầu tiên thì mình sẽ phải lắp hai cái chân. Và một thanh dài, một thanh ngắn. Đầu tiên mình lấy hai cái chân. Lắp với một thanh dài và một thanh ngắn. Trong này thì nó có cái ốc nhỏ này, ốc nhỏ xíu này. Và cái ốc dài. Ốc nhỏ thì mình sẽ bắt vào các cái lỗ nhỏ này. Làm theo mẫu khuôn mẫu hết rồi, mình chỉ việc bắt ốc thôi, không có gì là khó khăn cả. Chịu khó đọc hướng dẫn một chút. Mình sẽ bắt ốc trước, sau đó mình sẽ dùng cờ lê để siết lại sau. Thank you.
đây là hai cái chân mà mình đã bắt ốc, bắt ốc vít. Mình bắt tạm thôi, lát nữa mình sẽ siết lại bằng máy hoặc bằng clay sau.